Vâng, chấm hết là chấm hết thông điệp của NATO thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thử xem một trong những thông điệp khá quan trọng mà chúng tôi mới ghi nhận được từ tờ Atlantic của phía Mỹ. Đây là một tạp chí chuyên bình luận về chính trị cũng khá uy tín trong suốt có thể nói là khá nhiều năm qua. Theo tạp chí này họ phỏng đoán thì NATO có thể sẽ sụp đổ vào năm 2025. Đấy một tạp chí của Mỹ nhưng mà lại đi đưa ra những dự đoán về sự sụp đổ của NATO vì cái lý do chính đó là cuộc xung đột ở Ukraine. À, cuộc xung đột có thể mang lại những cái hậu quả cực kỳ thảm khốc đối với lại cái sứ mệnh NATO cũng như các mối quan hệ quốc tế. Theo những nhà phân tích của tạp chí này, thì họ cho biết rằng là một trong lý do chính có thể dẫn tới sự sụp đổ mà rất nhiều người đã dự báo từ trước à, đối với tổ chức này đó là sự dạn nứt sâu sắc giữa những cái trường phái gọi là theo chủ nghĩa dân túy trong đảng cộng hòa trong đó đứng đầu là cựu tổng thống mỹ donald trump và phần lại của cái đảng cộng hòa của ông à, cũng như là những cái vấn đề về an ninh đang đối mặt với châu âu vốn đã tồn tại từ rất lâu rồi vấn đề an ninh gì có nghĩa rằng từ bé đến giờ đúng không ạ họ sinh ra đã không phải lo lắng gì về việc an ninh à, họ sống nhờ vào khí ga của nga hàng hóa rẻ của mỹ của trung quốc và tất nhiên là vào cái sự đảm bảo an ninh của người mỹ và bây giờ nếu như mà cái phong trào dân túy của mỹ nó nổi lên đúng không ạ và, và đặc biệt là đại diện của nó ông donald trump thì tất nhiên là không còn cái đảm bảo an ninh của mỹ cho người châu âu nữa thì tất nhiên là người châu âu sẽ không còn đánh giá cao cái uy tín của người Mỹ nữa mà người Mỹ có mỗi cái là đảm bảo an ninh cho họ. Còn đâu để bao nhiêu thứ hay thì họ vơ vét hết của châu Âu, không những vơ vét mà họ còn đập nát, đúng không ạ? Họ cướp nữa. Thế thì bây giờ đương nhiên là nếu không còn cái vấn đề đảm bảo an ninh nữa thì còn cái vẹo gì để mà châu Âu có thể trông cậy được vào Mỹ nữa. Đúng không quý vị? Cho nên là tờ báo này phân tích có chí lý. Theo tờ báo này thì một nhân tố quan trọng dẫn tới cái sự sụp đổ của tổ chức đó chính là cuộc xung đột ở Ukraine và nhân tố mà quyết định đó chính là việc uh, sau cuộc bầu cử năm 2024 thì khả năng uh, sự thống nhất về hai đảng cũng như trong một đảng của Mỹ liên quan tới việc ủng hộ Ukraine sẽ không còn nữa đấy và đấy là một trong những dấu hiệu cho thấy là cái trung tâm của địa chính trị nó đã có thể nói là nó trượt khỏi cái cái trục Mỹ đúng không ạ và nó trở người Mỹ trở thành là một trong những cái đồng minh nhưng mà bây giờ không còn đáng tin cậy của châu Âu nữa nhất là xét đoán những gì họ đã làm với nền kinh tế và cái chính trị của châu Âu trong suốt hàng chục năm vừa qua và tình cảnh của châu Âu như ngày hôm nay và theo tờ báo thì với bối cảnh như thế Rõ ràng là châu Âu, các nước châu Âu phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra vào năm sau và một trong những sự chuẩn bị đấy có thể dẫn tới cái sự dạn nứt và sụp đổ của tổ chức NATO. Nếu không sụp đổ thì ít nhất nó cũng dạn nứt cực kỳ sâu sắc. Vâng, à, báo cáo này của họ thì nói rằng là có thể diễn ra trong năm 2025 rất nhiều người cho rằng đây là một cái báo cáo nó mang tính chất nó quá lạc quan có thể nó diễn ra nhanh hơn thế rất nhiều